sử dụng máy hút mùi, chúng ta nên chọn cấp độ hút thấp nhất, sau đó mới tăng dần tốc độ hút lên. Không nên lạm dụng tốc độ hút cao nhất vì như vậy sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ của sản phẩm cũng như là làm tiêu tốn điện năng nhiều hơn. Mến chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay lại kênh YouTube của Adam Furniture. Máy hút mùi là một trong những thiết bị không thể thiếu trong mỗi căn bếp của gia đình hiện đại ngày nay. Nó có tác dụng hút và lọc khói, mùi thức ăn trong quá trình nấu nướng. Tuy nhiên, chúng ta đã sử dụng đúng cách chiếc máy này chưa? Chính vì vậy thì hôm nay Adam sẽ chia sẻ với mọi người cách để sử dụng máy hút mùi đúng cách và hiệu quả trong video này nhé. Đầu tiên thì để sử dụng máy hút mùi đúng cách và hiệu quả thì chúng ta cần phải lựa chọn được một chiếc máy hút mùi tốt và phù hợp. Và cách để lựa chọn một chiếc máy hút mùi chuẩn thì Adam đã có chia sẻ ở video trước. Mình sẽ chèn link ở phần mô tả để mọi người tiện theo dõi. Và sau đây là các cách cũng như là những lưu ý khi sử dụng máy hút mùi để làm sao cho máy hút mùi hoạt động được hiệu quả và an toàn nhất. Thứ nhất đó là chúng ta phải lắp máy hút mùi đúng với kỹ thuật ngay từ đầu. Khi sử dụng máy hút mùi, dù là máy hút mùi cao cấp hay là hút mùi phổ thông, thì để máy hút mùi hoạt động hiệu quả thì việc đầu tiên chúng ta cần làm đó là phải lắp đặt máy hút mùi đúng với kỹ thuật ngay từ đầu. Cần đảm bảo máy hút mùi và bếp phải có một khoảng cách hợp lý. Khoảng cách từ bề mặt máy hút mùi đến bề mặt bếp nấu nên ở khoảng từ 65 cho tới 75 cm. Trong đó thì khoảng cách từ bề mặt bếp từ cho tới máy hút mùi thường là 65 cm, và khoảng cách từ bề mặt bếp ga cho tới máy hút mùi thường tối thiểu là 70 cm. Cần lắp đặt các bộ phận của máy hút mùi theo đúng trình tự và sau đó thì bắt chắc chắn vào tường hoặc là vào tủ. Bên cạnh đó thì ống thoát khí cũng cần phải lắp đặt theo đúng thông số kỹ thuật của máy, không được tự ý thu nhỏ ống thoát khí vì điều này sẽ làm cho khí bị nén lại không thoát ra ngoài được và sẽ gây ra tiếng ồn khi sử dụng. Và cách để khắc phục tình trạng máy hút mùi ồn và phát ra tiếng kêu lớn thì Adam cũng đã có chia sẻ ở video trước, mình sẽ chèn link ở góc phải màn hình để mọi người tìm hiểu thêm nếu gặp phải trường hợp này. Ở video này thì mình cũng xin chia sẻ cũng như là nhấn mạnh lại về lưu ý khi sử dụng ống thoát đối với máy hút mùi. Đầu tiên đó là chúng ta phải lựa chọn loại ống thoát phù hợp, thì sẽ có hai loại ống thoát. Thứ nhất đó là ống mềm hay còn gọi là ống bạc thì mình đang cầm trên tay đây. Thứ hai đó là loại ống cứng hay còn gọi là ống PVC, ống nhựa. Đối với loại ống cứng thì sẽ có độ bền cao hơn, còn đối với loại ống mềm này thì chúng ta sẽ dễ dàng tạo hình. Khi lắp đặt máy hút mùi thì chúng ta cần phải giữ ống thẳng và giảm thiểu các khúc uốn cong, và tại những vị trí uốn thì chúng ta nên sử dụng lơi thay vì dùng co. Ngoài ra thì chiều dài của ống cũng ảnh hưởng đến công suất của máy khi sử dụng. Do đó thì chúng ta cần xác định vị trí lắp đặt máy sao cho đường ống thoát ra ngoài là ngắn nhất. Bên cạnh đó thì chúng ta còn phải lưu ý về đường kính của ống thoát. Chúng ta nên sử dụng các loại ống có đường kính theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Thường thì chúng ta sẽ sử dụng các loại ống có đường kính từ 114 cho tới 150 cm, không sử dụng các loại ống có phi nhỏ hơn. Và lưu ý cuối cùng khi mà lắp đặt máy đúng kỹ thuật đó là tránh việc sử dụng chung đường ống thoát khí với các thiết bị nhà bếp khác, vì việc này sẽ làm ảnh hưởng đến hiệu suất hoạt động của máy hút mùi cũng như là các thiết bị bếp khác. Lưu ý thứ hai khi sử dụng máy hút mùi đó là điều chỉnh mức công suất phù hợp. Hầu hết các loại máy hút mùi hiện nay thì đều có nhiều chế độ hút mùi khác nhau. Chính vì vậy thì tùy vào món ăn ít hay là đậm vị mà chúng ta có thể điều chỉnh mức công suất phù hợp. Tránh việc cài đặt sẵn một mức công suất khi sử dụng vì điều này thì sẽ làm cho các chế độ khác của máy hút mùi sẽ nhanh bị hỏng hơn. Ví dụ như là đối với món luộc hoặc hấp thì không có quá nhiều dầu mỡ, chúng ta nên bật máy hút mùi ở mức công suất thấp. Còn đối với các món chiên, xào có nhiều dầu mỡ hoặc là những món có mùi tanh thì chúng ta có thể bật máy hút mùi ở mức công suất cao để có thể hút và khử mùi một cách nhanh chóng. Khi sử dụng máy hút mùi, chúng ta nên chọn cấp độ hút thấp nhất, sau đó mới tăng dần tốc độ hút lên. Không nên lạm dụng tốc độ hút cao nhất vì như vậy sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ của sản phẩm cũng như là làm tiêu tốn điện năng nhiều hơn. Do đó thì chỉ khi nào căn bếp có quá nhiều mùi khó chịu thì chúng ta mới sử dụng cấp độ hút này. Và một lưu ý nữa khi sử dụng máy hút mùi đó là chúng ta chỉ nên tắt máy khi ngưng nấu bếp trong khoảng 5 cho tới 10 phút. Khi nấu ăn xong chúng ta không nên tắt máy hút mùi ngay vì lúc này thức ăn còn nóng, sôi và có mùi thức ăn. Do đó thì để triệt tiêu mùi hiệu quả thì chúng ta nên để thêm 5 cho tới 10 phút nữa rồi hãy tắt máy. Lưu ý thứ ba đó là dùng rơ le CB an toàn khi sử dụng. Điều này cực kỳ quan trọng vì trong quá trình sử dụng nhiều trường hợp máy bị quá tải hoặc là nguồn điện có vấn đề. Do đó việc sử dụng rơ le CB sẽ giúp chúng ta ngắt được thiết bị với nguồn điện trong những trường hợp này, tránh được tình trạng chập hoặc là cháy nổ thiết bị. Lưu ý thứ tư đó là không sử dụng máy hút mùi khi không có bộ lọc, tấm lọc mỡ. Bộ lọc và tấm lọc mỡ là hai bộ phận quan trọng của máy. Có hai bộ phận này thì máy mới thực hiện được đúng chức năng của nó. Đặc biệt là với tấm lọc mỡ thì nhiều khi chúng ta tháo ra vệ sinh nhưng mà quay lắp vào. Do đó thì chúng ta cần phải kiểm tra thật kỹ trước khi mà bật công tắc sử dụng. Lưu ý thứ năm đó là vệ sinh máy hút mùi đúng cách. Chỉ nên vệ sinh máy hút mùi bằng khăn mềm có chất tẩy rửa chuyên dụng, không nên sử dụng các loại hóa chất tẩy rửa mạnh vì sẽ làm hư hỏng các bộ phận bên trong cũng như là chất liệu của máy hút mùi. Cái cấu của máy hút mùi thường chủ yếu làm bằng inox, do đó thì chúng ta chỉ cần dùng khăn mềm để có thể loại bỏ được các vết bẩn bám trên máy. Việc vệ sinh máy hút mùi đúng cách và đúng thời điểm sẽ làm tăng thêm hiệu quả hút mùi của máy. Do đó thì chúng ta cần phải lưu ý về vấn đề vệ sinh đối với máy hút mùi. Lưu ý thứ sáu đó là thường xuyên kiểm tra và bảo dưỡng sản phẩm.
Mỗi loại sản phẩm máy hút mùi thì đều có thời gian bảo dưỡng và bảo hành các bộ phận bên trong của nó. Do đó thì chúng ta cần phải thường xuyên kiểm tra để phát hiện hư hỏng và kịp thời thay thế. Lưu ý về nguồn điện khi sử dụng, đó là chúng ta nên sử dụng các nguồn điện an toàn và đảm bảo đúng thông số kỹ thuật của sản phẩm. Không nên sử dụng các loại nguồn điện không ổn định vì sẽ gây ra tình trạng chập chờn và làm hư hỏng sản phẩm. Lưu ý tiếp theo đó là vệ sinh tấm lưới lọc định kỳ. Tấm lưới lọc là bộ phận nằm ở ngay phần đầu của máy hút mùi, do đó cần phải được chú trọng. Chúng ta nên định kỳ tháo tấm lưới lọc ra để vệ sinh 2 tới 3 tháng một lần. Chúng ta có thể ngâm trong nước ấm, có pha nước rửa chén để vệ sinh. Việc vệ sinh tấm lưới lọc sẽ giúp cho máy hút mùi hoạt động được hiệu quả hơn, tránh việc dầu mỡ bám quá lâu và gây tắc và gây ra tiếng ồn khi sử dụng. Và một lưu ý nữa đối với những máy hút mùi sử dụng than hoạt tính, đó là vấn đề thay than hoạt tính. Đối với những máy hút mùi sử dụng than hoạt tính thì định kỳ từ 6 tháng cho tới 1 năm chúng ta phải thay than một lần để đảm bảo được hiệu suất hút khử mùi của máy hút mùi. Và lưu ý cuối cùng đó là chúng ta không nên sử dụng máy hút mùi khi có những dấu hiệu bất thường như là máy hút mùi có độ ồn quá lớn, máy hút mùi phát ra tiếng kêu liên tục, máy hút mùi không hút được mùi hoặc là máy hút mùi có mùi lạ. Trong những trường hợp này thì chúng ta nên ngưng sử dụng để tiến hành kiểm tra, tránh tình trạng bị hư hỏng đối với máy hoặc là các sự cố về nguồn điện. Như vậy thì ở video này mình cũng đã chia sẻ các cách để sử dụng máy hút mùi đúng cách và hiệu quả, cũng như là những lưu ý nhằm giúp bảo vệ, tăng độ bền của sản phẩm. Cảm ơn mọi người đã xem hết video này và đừng quên nhấn like, nhấn đăng ký kênh YouTube của iDom để đón xem những video tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào, cảm ơn và hẹn gặp lại.